chào các bạn, hãy cùng GameUp.vn trải nghiệm ngày đầu ra mắt của tựa game Thập Diện Mai Phục phát hành bởi Soha Game. Thì tựa game này vừa mới ra vào 10 giờ sáng ngày 16 tháng 4 thôi. Ôi, mới ra mắt mà đã có những 3 server rồi. Nghe nói là rất lag thì mình sẽ vào server 3. Đó, thì tương tự như các GMO bình thường, chúng ta sẽ thấy có đoạn kiểu giới thiệu cốt truyện. Đó, thì chúng ta sẽ vào chọn nhân vật. Mình sẽ chọn tên Lotus. Dạ, trông có vẻ cứ lệch lệch thế nào nhỉ? Đây, chúng ta sẽ bắt đầu vào trải nghiệm game. Thực ra nãy giờ quay là mình đã và cố gắng vào server 1 nhưng mà quá lag không thể vào được nên đành phải sang server 3. Mình thấy game của Soha khá là hot khi mà game nào ngày đầu ra mắt cũng rất là được nhiều game hậu thủ hưởng ứng ý. Tuy nhiên thì theo như mình tìm hiểu về tựa game Thập Diện Mai Phục này thì không có điểm gì đặc biệt hay hấp dẫn cả, chúng chỉ là game cày cấp và chúng ta cứ đi làm nhiệm vụ thôi. Tuy nhiên là nghe cái tên thì có vẻ hoành tráng. Có thể thấy ngay như ở đồ họa này, cái di chuyển của nhân vật khá là thô cứng, chỉ chạy theo đường zig zag. Hoặc là thẳng ngang ấy, mấy con quái cũng không có hoạt động gì nhiều, cứ đứng như phỗng thôi. Nhưng có thể thấy là có rất là nhiều game thủ đang cùng trải nghiệm với mình, mặc dù đây là tận server 3. Đó. Và nãy giờ thì mình chỉ cứ đi làm nhiệm vụ thôi, có lẽ là để phục vụ cho cái mục đích của game là nâng level. Như thế này sẽ rất là nhàn. Nhưng mà nếu mà với một số người mà yêu cầu game cao ấy, sẽ lại cảm thấy hơi khá là nhạt nhẽo. Đây, hệ thống nhiệm vụ chúng ta có thể thấy ở đây, góc bên tay trái màn hình, ngay dưới thông tin nhân vật. Chúng ta có thể di chuyển có cần ảo này. Để xem, bấm lên màn hình cũng sẽ di chuyển. Ồ, chưa gì mình đã có con chim để cưỡi rồi. Trông khá là bá đạo. Thì mình sẽ tự đi làm nhiệm vụ tiếp. Ở những nút ở đây thì có thể thấy là nút skin. Mình chưa hiểu lắm về những cái nút đánh ở đây. Nút đối thoại là ở ngay chỗ nút ra skin thế này, có thể là sẽ khá là vướng cho các game thủ. Đông quá, chẳng nhìn thấy gì. Mà con nào cũng như nhau ấy. Dạo này mình hay chơi các GMO mà có lồng tiếng và đầu tư rất là nhiều về âm thanh và đồ họa. Nên là chơi game này cảm giác nó không được quen cho lắm. Kiểu sướng mãi khổ tí không chịu được. Đấy, và các bạn có thể thấy từ nãy giờ là thao tác của mình chỉ là cứ bấm vào màn hình thôi. Không có gì nhiều. Ui, đông dã man. Các phím chức năng ở các góc màn hình thì chúng ta có thể thấy được rất là quen thuộc. Nó liên quan đến thưởng nè, rồi shop, rồi các sự kiện, rồi đấu trường này nọ. Có thể thấy là giật lag. Nhìn thấy rõ luôn. Thực ra thì cũng dễ hiểu mà, vì đông như thế. Nhiều khi nhờ cái yếu tố đông như thế này mà cũng tạo nên cái sự hấp dẫn cho game. Chả ai muốn chơi một game mà chả có ai tham gia hoặc là đua và tranh đấu cùng mình cả. Đó, thì vừa rồi là một số những cái mấy phút thôi trải nghiệm ban đầu của mình về tựa game Thập Diện Mai Phục này. Một tựa game cày cấp khá là điển hình. Lag quá. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip trải nghiệm game mới khác của GameHub.vn.